Một người đàn ông có tên là Therapat Glaya, 24 tuổi, sống tại Nantaburi của Thái Lan, mới đây đã bị bắt vì tội ăn cắp 126 đôi dép. Nhưng nếu chỉ có chuyện này thì không có gì đáng nói. Vấn đề nằm ở chỗ Therapat lại mang đống dép này về để làm chuyện người lớn. Sau khi kiểm tra camera của nạn nhân mới nhất, giới chức trách đã tiến hành bắt giữ và lục soát nhà của Therapat Glaya. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện một bộ sưu tập các loại dép với đủ loại thương hiệu, size và màu sắc mà tên này đã dày công nhảy trộm trong vòng hơn 2 năm. Bước đầu kiểm tra cho thấy, tất cả các đôi dép đều được sử dụng thường xuyên. Theo lời khai của kẻ kỳ quặc này, những đôi dép lê luôn khiến hắn cảm thấy dạo dực. Hắn thường đi dép trong nhà để tạo hứng. Sau vài giờ đi đi lại lại, hắn sẽ bắt đầu màn dạo đầu âu yếm và hôn hít những chiếc dép, cởi quần áo và chà sát dép lên người. Cuối cùng làm chuyện đó với những chiếc dép. Therapat thừa nhận tội trộm cắp, cướp giật vào ban đêm, sở hữu một bộ thu phát kỹ thuật số trái phép và vi phạm lệnh giới nghiêm COVID-19. Trao đổi với báo chí, thiếu tá Ekapop Rasit Watanachai cho biết, sau khi bắt được nghi phạm, chúng tôi cũng phát hiện hắn có tội danh tương tự vào hồi năm ngoái khi đi ăn trộm dép ở khu khác. Hiện Therapat đang bị tạm giữ và chờ ngày ra tòa để các công tố viên có thể quyết định tội danh của hắn. Việc làm của Therapat thật khó để lý giải. Rõ ràng chẳng người bình thường nào lại có ham muốn và sở thích kỳ lạ như thế cả. Nhưng mà cho dù là những chiếc dép, nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ phải chịu tội danh thích đáng. Bạn nghĩ sao về những hành động của tên này?